Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2024, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện chủ trì hội nghị. Tại ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023, toàn huyện Lang Chánh thu được 437 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Để thực hiện tốt ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024, tại hội nghị Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện từ các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hiến máu tình nguyện, góp phần cung cấp máu cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ban chỉ đạo thống nhất giao chỉ tiêu số người tham gia hiến máu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu trong đợt hiến máu tình nguyện năm 2024 tiếp nhận từ 500 đơn vị máu trở lên, phấn đấu vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Theo kế hoạch, ngày hội hiến máu tình nguyện huyện dự kiến được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 13 tháng 3 năm 2024 tại trung tâm hội nghị huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024, như phân công lực lượng tham gia phục vụ, chỉ dẫn, đưa các tình nguyện viên tham gia hiến máu vào khám, hiến máu, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc khám, lấy máu, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu của huyện được giao. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo để đạt được chỉ tiêu đề ra. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc các đơn vị được giao chỉ tiêu, đảm bảo về số lượng người tham gia hiến máu, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân huyện về số lượng người tham gia và đơn vị máu được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn cần thông báo ngay đến Ban Chỉ đạo để Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Hội Chữ thập đỏ huyện chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các giải pháp hữu hiệu để ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2024 đạt được chất lượng, hiệu quả. Chủ động liên hệ với đơn vị lấy máu và Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo về thời gian, lực lượng tham gia lấy máu, đặc biệt lấy đủ các nhóm máu mà tình nguyện viên có. Liên hệ với các đơn vị thiện nguyện cùng tham gia vận động hiến máu, làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 diễn ra thành công, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.